Hello. Nay mình quay cho anh em một chiếc SH đời 2007-2008 nè. Thì cái xe này là của một đời chủ. Mình quay lên đây để mà nói một xíu về cho anh em biết, chứ không phải là bán xe nha mọi người. Thì cái con SH này á là xe kỷ niệm của ba thằng bạn của mình. Hồi xưa là ba nó không cho nó đụng vô xe này luôn. Thì nói chung là một cái vật kỷ niệm. Hồi xưa mua một đời chủ bây giờ mắc tiền lắm. Hôm bữa thì ba của bạn mình thì mất rồi, cho nên là cái xe này không ai chạy hết. Mà bạn mình thì nó mê mô tô, nó không có chạy tới cái xe này đó. Thì nó cũng kêu người vô bán. Kêu người vô bán thì người ta chê là cái xe này nát quá. Lúc đầu vô thì người ta chịu với giá là 45 triệu. Cái xong rồi á, kêu vô bán thì người ta nói xe nát quá. Cái mình thì mình chỉ bấm giá thôi, mình nói tầm 40, tại vì xe này không có chứng giấy được, tại vì ba của bạn mình mất rồi. Thì mình mua, mình nói là mình mua để mình làm kỷ niệm, mình chạy chứ mình không có bán, cho nên mình cũng không có cần chứng. Thật sự là lấy cái giấy chứng tử ra người nhà chứng được hết á. Nhưng mà mục đích mình cũng không phải là mua bán, tại mấy cái xe nhỏ mình không có mua bán. Mình để mình chạy. Thì cái xe này á, một đời chủ mà mọi người, nước sơn xe zin, mâm zin, phuộc zin, mình nói nó zin hết nguyên con. Nó chỉ có là qua 5 tháng từ 2007-2008 đến giờ thì nó phải xuống là bụi mọi thứ, rồi nó đóng nó ố lên, rồi đường nước cảm biến nó hư, thì nồi hư, mình về mình làm nồi, mình thay nhớt nhớt láp, vệ sinh bét bướm, thay lọc gió Ken, tại mình muốn đi cho nó thoáng. Lọc gió 1 triệu mấy, nói chung mình về mình dọn con xe này đâu đó tầm khoảng 8 triệu, là chỉ có 48 triệu thôi. Rửa lên một phát anh em nhìn lòi con mắt. Cặp vỏ nó cũng còn tốt luôn, có nghĩa là nguyên một con nước sơn zin chưa tút luôn, cái yên zin luôn. Odo mới có 40,000 cây. Ba bạn mình đi rất là kỹ, con trai mà còn không cho đụng vô thì anh em hiểu rồi đó. Nó rất là ken, nhưng mà cái người mua đúng ra là nói chung là có duyên á. Nó thuộc về mình thì mãi mãi nó thuộc về mình, cái người đến trước cũng không mua được. Có nghĩa là sau một cái câu nói là xe nát quá, thì người ta để chừng người ta trả giá, người ta ép xuống, thì bạn mình không bán. Nó hỏi mình ok, mình nói 40, nó bán mình luôn. Mình xuống mình không nói năng gì, móc tiền đưa thôi, không phải mắc lấy xe chạy về mới chuyển tiền sau đó. Thì 40 triệu một con SH ý như vậy nó quá đẹp. Đừng so sánh một câu con này bằng con SH Việt Nam, mà mua SH Việt Nam 5 mấy triệu đời cao hơn, ngon hơn. Việt Nam mãi là Việt Nam, con này con SH ý, SH nhập nó ngon hơn rất nhiều. Mình về mình phục hồi một chút thì nó xì dầu thôi, mình phục hồi này kia có bao nhiêu tiền đâu. Anh em nhìn xịt tới đâu mà nó mới đó, mà nó sơn zin á chứ không phải sơn lại đó, nhìn thèm lòi thôi. Cái đồ zin á, mình chỉ cần biết cách làm thôi, nó mới hoài luôn đó. Cái cản là nước sơn zin luôn, nó mới như vậy á, trong khi lúc mới lấy về nó ố vàng. Nói chung là những cái này mình biết cách làm cho nó mới hết, mà không phải là sơn si lại. Anh em thấy đồ zin làm cái đó, nó mới lên nhìn. Mình đăng để mình nói với anh em cái giá trị của những cái xe nhập á, mà nó còn đẹp như vậy á. Nếu mà thật sự mình có duyên gặp nó, mình đừng có ép hoặc nói những cái câu nói. Mình đi mua xe mình ít chê lắm thiệt. Được không được thôi quay về, trả giá được được thôi, không có chê nhiều. Với lại mình chê á, thì mình nói phải đúng những cái tình trạng của nó, chứ đừng có nói tầm bậy, người ta buồn, người ta ghét, người ta không có bán. Giống như đúng ra cái người mà được gọi mua cái xe này đúng ra là vô khúc rồi, nếu mà để chạy nha. Còn giá bán thì bây giờ nó tầm 5 mấy 6 mấy cũng có một chiếc rồi. Nhưng mà vấn đề xe ta sẽ dọn, còn xe này sẽ zin, không bao giờ so sánh được. Với lại nó ít sử dụng quá, chưa mở ngóc đầu đó, chỉ có cái nồi mở đầu mới chát, nhưng mà cái nồi nó không đạt nè, cái nồi mới chát à. Nồi này chắc nồi thay rồi đó, đồ mới như vậy nè ha. Đó, còn mới vậy nè. Nhưng mà tại vì mình có đồ nồi mình có nên nồi mình ngon hơn nhiều. Mình về mình cũng không coi biển số luôn. Hồi xưa giờ mình đi mua xe mình coi cái xe ngon hay không, chứ mình chưa bao giờ mình coi tới biển số. Mình nói thiệt, tại vì mục đích con số nó mãi là con số.
mình mua chiếc xe về nó phải đẹp, nó phải ngon, nó ổn định, đồ nó mới như mới vậy, để mình chạy nó ổn định. Chứ ai mà đi mua biển số xe, còn á nó đã đẹp biển số thì nó lại khác. Nhiều người người ta săn số đẹp thì này kia nó khác, còn mục đích cơ bản của những người xài giống như mình á, mình chỉ cái xe đẹp thôi. Như vậy mình quá hài lòng của xe, dọn lại mình cho dọn hết 50 triệu đi, chỉ xe có 50 triệu kiếm đâu ra. Còn anh H đẹp mới tinh như vậy 50 triệu không có đâu có đó, mình nói thiệt không bao giờ có, chưa mở ngóc đầu luôn, nắp nhạo chưa mở luôn. 48.000 cây đó anh em nhìn, 48.000 cây biết không, mâm sơn zin mọi thứ, nói chung là trên con xe này chưa có một chỗ dậm tút, quá đẹp. Mình cảm ơn thằng bạn mình luôn đó, để một chiếc xe nó mình biết cách làm lên nó tuyệt vời lắm anh em đó. Mới về nhìn nó cũ xì này kia, nhìn nó cũ thiệt, nhưng mà đó chỉ có một ngày một thôi, từ sáng tới giờ thôi, mọi thứ thành như con xe mới mà không sơn tút tôi lại nha anh em, thấy không đã không? Nó may mắn của mình là của mình thôi, mua 40 triệu à. Thật sự xe này á mình cũng trả thêm trả giá, giá đó mình thấy tốt à đó. Giờ bỏ 60 triệu mua xe chưa chắc được về, không bao giờ được về, hiếm lắm mình nói thiệt. Biển số cũng đẹp nè, 2232 nè, nó không, nó lệch con nút thôi chứ con số 2 nữa là vỡ mặt luôn, vô cái tật xịt cái tô luôn, quá tuyệt vời. Mua được một cái gì đó nó đẹp á, nó xin mình cảm thấy nó sung sướng lắm. Dễ thắng zin trên xe chưa mở rồi. Đó, ốc ốc là giống như mới mở lần đầu, taxi nó còn mới mở con lần để thay cặp vỏ này thì sao, dễ. Còn nói chung là tương đối đẹp lắm, còn dày lắm. Chó này zin nó còn trong mà, trong queo sáng. Lấy cái đồ chùi cái trên này giùm anh đi, trên này còn keo, bữa dán cái gì chảnh á không biết. Nhựa zin mà nó còn mới như vậy nè mọi người, đó không phải sơn lại đâu nha. Cái này là hồi kỳ là ba bạn mình á, là dán đề can mình lột ra nó như mới như vậy nè đó, nhựa zin đen mà nó còn như mới như vậy nè, không phải sơn lại đâu nha, zin hết luôn. Màu này anh em nhìn biết mà, nó màu zin thắt zin lóc cũng vậy nè, nhìn biết liền à. Này chắc cái văn nước mát hay văn gì sơn gì lên nè, này mình đánh cà na chùi nó ra dễ ợt đó. Nhựa đen mà mới vậy nè, nhìn biển số là biết một đời chủ quen. Đã không, nước sơn zin còn như vậy nè, biết nói làm sao luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hồi xưa biết bao nhiêu tiền, hồi xưa mình chạy chiếc quay mình thấy cái này mình ghiền không. Rồi cảm ơn anh em nhìn nhiều nha. Nói chung để nói quay cái clip này để nói là cái gì nó thuộc về mình nó sẽ thuộc về mình thôi. Nhiều người đến trước mình á, người ta vẫn không mua được nó đó. Cái đó nói lên cái mình đã thấy món đồ rồi mà nó cảm thấy nó rẻ hơn thị trường nhiều rồi thì đừng có chê bai không đúng, rồi ép giá xuống không hay. Thà nói ừ cái này có thể bớt cho tôi một chút được không, nếu người ta bớt được người ta bớt, không bớt được nó vẫn rẻ rồi, bụp liền thôi chứ còn chờ chứ không gì nữa. Da yên zin như mới, may mắn quá. Cảm ơn mọi người nhiều nghe. Và cái xe này mình không có chia lại đâu, mình nói với bạn mình để chạy rồi. Dù đang kẹt tiền lắm nhưng mà vẫn để mua để chạy à, nói phải đúng lời chứ không có bậy bạ được. Thà mình đừng nói, còn nói là phải đúng. Rồi cảm ơn mọi người nhiều.